Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn. Hôm nay Ngọc Ánh tiếp tục chia sẻ với các bạn về những kiến thức đầu tư bất động sản. Đề tài mình bàn luận hôm nay là đề tài ở Mỹ buôn bán bất động sản thì được giảm thuế hoặc miễn thuế. Sao mà hay quá vậy? Ở Mỹ là cái vấn đề quan trọng nhất là thuế thu nhập. Mình làm cái gì cũng phải đóng thuế. Người ta còn nói là người càng giàu thì khổ, phải đóng thuế nhiều. Nhưng mà không phải đâu bạn. Người giàu thì có nhiều cách đầu tư mà được miễn thuế hoặc là chậm trả thuế. Mình nghe nói là Tổng thống Trump đó là giàu lắm, đầu tư bất động sản nhiều lắm, nhưng mà ông không có đóng thuế nhiều, tại vì ông đầu tư bất động sản thì theo cái luật thuế nó có nhiều cái để miễn thuế hay là chậm trả thuế hay là trừ thuế. Thành ra người mà đầu tư bất động sản, hello, người đầu tư bất động sản mà biết khéo léo á, thì là không những tránh thuế mà còn được làm giàu vì tránh thuế. Mình nói cho bạn nghe cái chuyện, cái luật 1031 exchange, trao đổi 1031, 1031 exchange. Cái luật 1031 nó như vậy: nếu bạn mua nhà để đầu tư, để cho thuê condo hay là nhà single house hay là phòng trọ, khi bạn bán đi thì cái tiền lợi nhuận giữa cái tiền giá mua và tiền và giá bán thì sẽ không bị đóng thuế. Nếu mà bạn mua, tiếp tục mua những bất động sản nào cao hơn cái giá bạn bán, ví dụ bạn mua một dãy phòng trọ 100.000 đô, sau thời gian mình chơi, sau thời gian 10 năm cái phòng trọ đó, miếng đất gì đó tất cả lên, bạn bán được 200.000 đô, tức là bạn lời 100.000 đô. Thì nếu bạn muốn giữ hết tiền đó thì bạn phải đóng thuế hiện nay là 15%, rồi còn trừ thì là trừ thêm nhiều cái lắm, có nhiều cái trừ lắm, được depreciation đủ thứ, cái đó thì là chắc tổng cộng là bạn cũng trừ khoảng 15-20%, còn tiền còn lại là bạn giữ. Giờ bạn bán nhà lời 500.000 cũng cỡ đó thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà bạn bán 200.000, bạn không có lấy tiền ra, bạn đi mua một cái dãy phòng trọ khác trị giá 250.000, nó cao hơn cái số tiền, cao hơn cái giá bạn bán 200.000, thì là chính phủ không bắt bạn đóng thuế cái nhà bạn mới bán, nó để cho bạn nhập tiền vô mua cái bự hơn, rồi bạn tiếp tục chăm sóc đó, thâu tiền cho thuê nhà, rồi tiền lợi nhuận mỗi tháng mà bạn lấy mỗi tháng á, thì bạn tính vô cái gì thuế thu nhập, thì bạn sẽ đóng thuế theo cái thu nhập của bạn. Thì thuế thu nhập là nó bắt đầu từ nếu mà thu nhập tổng cộng mà dưới 20.000 thì đóng thuế ít, thì nếu mà có vợ có con thì trừ vô, nếu mà cho tiền cha mẹ nuôi cha mẹ thì cũng được trừ vô, cha mẹ tới nhà ở thì không thành nó cũng có cái cách trừ vô ha. Thì nếu thì là bạn có được giảm thuế thu nhập nếu mà bạn tổng thu nhập thì nó có thể là 15%, 20% tới cái mức nào đó. Ở Mỹ người ta hay muốn nuôi cha mẹ. Tại sao? Tại vì một người thì được bớt chừng đó tiền, hai người trong được thì được bớt chừng đó tiền, bạn đem ba má bạn về thì được cộng thêm là 4 người, 5 người thì bạn được bớt, bạn giảm thuế rất nhiều. Như là hay là nếu mà anh em anh có bạn có người người thân nhân qua đời, bạn đem đứa con của người ta về nhà nuôi đó, thì là cũng được bớt thuế. Nhưng nói trở lại chuyện bất động sản,
Thì giờ bạn mua cái nhà đó 250 hai căn đó, rồi sau này rồi bà bán hai căn cái căn mới bà bán nó lên giá hoài, tại vì đầu tư vào bất động sản cho thuê phòng trọ là không có lỗ ha. Nếu mà biết chọn chỗ, chọn đất, chọn dùng thì thường không có lỗ. Kiến thức là vua. Thì bạn mua cái đó 250, rồi cái bạn 5 năm sau bà bán cái đó 300 ngàn, rồi bạn đi mua một cái dãy phòng trọ khác 320 hay là 350, bà bán 400 ngàn, mắc nhiều hơn. Bởi vì bạn bán 300 thì bạn mua, bạn phải mua hơn cái giá bạn bán, mà nó cho bạn trong vòng 90 ngày là bạn kiếm, chứ không phải là cầm tiền đâu nha. Mình phải đem cái tiền đó mình đưa cho một cái luật sư, hay là để mà trong thời gian đi kiếm 90 ngày. Mình thì mình sợ đưa tiền cho ai hết á, mình sợ lắm mấy bạn á. Thì trước khi mà mình bán cái dãy nhà của mình á, là mình đã kiếm sẵn cái dãy nhà mới mình đã định mua rồi, trong thời mình bán làm chi, đúng không? Thì mình kiếm sẵn vậy á, thì tới ngày mà bán á, là họ giao tiền cho mình á, là mình cầm tiền mình trả bên kia để mình mua nhà bên kia. Mình sợ mà mình không 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 xách đem tiền mình, nhất là bạn cả mấy trăm ngàn đưa cho ai giữ hết á, luật sư cũng đưa giữ luôn. Thì mình tránh cái đó, là mình không không chờ tới 90 ngày. Mình nếu mình muốn bán để mình đầu tư thêm thì mình đi kiếm, mình đi kiếm rồi trước khi bắt, khi bạn biết bất động sản nó kỳ lắm, đi kiếm hoài á, lúc cần đi kiếm hoài thì không có, còn lúc mà không đi kiếm á thì thấy nhiều, hay là không cần kiếm liền. Thành ra trước khi mà mình đi mua cái bất động sản mới thì mình đi kiếm nó trước, rồi mình kêu bán. Nếu mà mình kêu bán mà anh kia bán rồi thôi, không cái là không có duyên trong bất động sản đó thì thôi mình giữ lại tiền rồi mình đi mua khác. Thế nào cũng có nhiều cái khác. Thì cái luật mà trao đổi 1031 cái đó chiến lắm. Như vậy là bạn sẽ cứ từ từ đi tới từ từ 100 ngàn mua, 200 ngàn mua, 300 ngàn, 400 ngàn mua, bạc triệu mua, bạc triệu. Bạn ngày nào bạn không bán thì bạn không có đóng tiền thuế, mà bạn thấy nhiều thu nhập, bạn mua cái lớn hơn thì bạn có, bạn thu nhập nhiều hơn. Những người mà giàu người ta còn có mấy chục triệu, người ta đâu có bán đâu, người ta chơi trò đó, đó. Để người ta từ từ người ta mở bắt ra bất động sản lớn lên. Cái bạn có đồng bất động sản 2 triệu thì bạn lấy bạn bạn bằng mượn mượn cái là mượn mượn tiền, cầm cái đó đi lấy cái tiền đó mua thêm bất động sản thứ hai, kêu đòn bẩy tài chánh, bạn đâu có bị đóng thuế đâu. Mà khi mà bạn có bất động sản, những cái gì mà để cho để mà điều khiển cái bất động sản là tiền thuế, và tiền thuế nhà đất, tiền bảo hiểm, tiền bảo trừ, tiền nhân viên, tiền sửa chữa, cái đó là được trừ thuế hết. Bạn Google ha, bạn Google cái kia là 1031 exchange, đó là ít người biết đó. Thì bạn sẽ thấy đầu tư bất động sản là không phải bị thuế nhiều, là còn còn làm giàu, làm đòn bẩy nữa. Chính phủ không có lấy tiền, không bắt đóng thuế liền. Cái là cái gì giúp cho những người giàu họ mua gì, mua nhỏ, mua lớn, từ mua thứ bự, mua khổng lồ, mua khách sạn luôn, mà họ không có bị đóng thuế. Để có cái depreciation, là cái này mình sẽ nghĩ tới lần sau, depreciation là sao, mà còn được trừ vô cái depreciation nữa. Tại nên là cuối năm những người bất động sản đầu tư bự đó thấy họ ít lắm. À, cái đó là hay lắm. Bạn vô Google nha, exchange 1031 bạn coi. Ở Mỹ thì đầu tư bất động sản buôn bán nhiều, được nhiều, hay là môi giới bất động sản được nhiều khách, là tại vì những người đại gia nào của Mỹ cũng có bất động sản, không phòng trọ thì cũng có khách sạn, không có sạn thì cũng có phố xá. Rồi không những là ở người ở Mỹ, người ở toàn thế giới, bạn toàn thế giới, những người đại gia toàn thế giới là người nào cũng tìm cách đầu tư bất động sản tại Mỹ. Mình có nhiều khách hàng lắm ở từ ngoại quốc dặn mình là tôi muốn mua cái đó, tôi muốn mua cái ở chỗ đó, giá tiền cỡ đó, phải tính một tháng cỡ năm cỡ được lợi nhuận bao nhiêu. Thì họ họ họ, họ order trước, ở đây trước rồi mình đi kiếm, mình liên lạc, mình tương tác, mình đi kiếm để mình kiếm cho người ta. Em mà có cái là có cái là kêu người ta liền, ta nhảy vô liền.
ở ngoại quốc người ta đầu tư vô vô Mỹ nhiều lắm, tại ở Mỹ là cái gì yên ổn, không không có sợ, không sợ gì hết, không có sợ. Có thay đổi chính trị, có thay đổi hệ thống kinh tế thì không không ảnh hưởng nhiều đối với người buôn bán, thành ra ở Mỹ nó vững chắc, không có sợ cái cảnh mà những cảnh xảy ra như ở Venezuela này kia, không không có. Tôi chào các bạn, hẹn lại các bạn ở clip sau. Bye bye. We'll be right back.